Hành trình khám phá bí ẩn của lịch sử thế giới rất hân hạnh được gặp lại quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, nhắc đến Ai Cập chắc hẳn ai cũng sẽ nghĩ đến xác ướp, đến kim tự tháp và những câu chuyện về những vị thần. Nhưng thực ra người Ai Cập còn sở hữu những phát minh, công trình kiến trúc cực kỳ có giá trị mà nhiều người không hề biết đến. Một trong số đó được coi là kiệt tác kiến trúc giá trị còn hơn cả đại kim tự tháp Giza. Đó là công trình nào, có giá trị ra sao? Tất cả sẽ được hé lộ trong video ngay sau đây của lịch sử thế giới. Vào khoảng 3.000 năm trước đây, lò ấp trứng chính là một phát minh vĩ đại của người Ai Cập cổ đại. Dưới thời người Ai Cập cổ đại, hầu hết trứng gà tại các trại nuôi đều không được ấp nở bởi gà mái mẹ, mà thay vào đó người ta thường dùng nhiệt nhân tạo như là một lò điện lớn để ấp hàng trăm hoặc là cả ngàn quả cùng lúc. Lò ấp điện là một phát minh của thời hiện đại, nhưng phương pháp ấp trứng nhân tạo trên thực tế đã có từ hàng ngàn năm trước. Người Ai Cập cổ đại có lẽ chính là những người đầu tiên áp dụng kỹ thuật ấp trứng gia cầm, thứ làm mê hoặc những người ngoại quốc bởi họ chưa từng nhìn thấy điều đó bao giờ. Không ít người đã thuật lại trong sự mơ hồ về một phương pháp kỳ lạ mà người Ai Cập sử dụng để có những chú gà con. Do hiếm khi được tiếp cận hoặc là nghe kể chi tiết về hoạt động bên trong các trại giống, họ đã phải phỏng đoán và do đó thường hiểu sai. Lò ấp trứng Ai Cập cổ là một kiểu kiến trúc hai tầng, bao gồm 5 cặp buồng đối xứng được ngăn cách nhau bởi hành lang ở giữa. Tầng dưới dùng để xếp trứng gia cầm đã thụ tinh, có thể chứa tối đa 4.500 quả. Tầng trên đốt lửa, đảm bảo nhiệt độ tỏa xuống luôn vừa bằng với sức nóng dưới buồng gà mẹ. Thú vị là cho đến tận bây giờ, 2.000 năm đã trôi qua và khoa học công nghệ can thiệp vào mọi thứ, lò ấp trứng Ai Cập cổ vẫn được dùng ở cả đồng bằng sông Nin lẫn các vùng nông thôn trên khắp châu Âu. Phép nhuộm màu với thế giới phương Tây một thuở. Có thể nói rằng kể từ sau cuộc xâm lược Ai Cập của Alexander Đại Đế, từ năm 356 đến năm 323 trước Công Nguyên, nhận thức của phương Tây đã có một đợt sự mở mang to lớn. Ban đầu họ kinh ngạc trước những công trình kiến trúc khổng lồ như cung điện, đền thờ, kim tự tháp. Kế đến họ bội phục, hiểu biết toán học sâu sắc nghệ thuật chế tạo giấy cói lạ lùng. Không ít các nhân vật uyên thâm đã cất công vượt đường đến Ai Cập để tận mắt chứng kiến. Trong đó có Aristotle, sinh năm 384, mất năm 322 trước Công Nguyên, nhà triết học Hy Lạp lừng danh nhất. Thế nhưng cái khiến cho Aristotle há hốc cả miệng đã không phải là những công trình kiến trúc đồ sộ, mà là cảnh tượng hàng ngàn con gà con ồ ạt chui ra từ đống phân trong một cái lò. Về nhà, Aristotle đã viết rằng ở Ai Cập, trứng tự nở thành gà con. Ai nấy ngỡ ngàng không tin nổi, khổ nổi ai lại nghi ngờ một đại hiền triết như Aristotle. Sau Aristotle chừng 200 năm, Diodorus Siculus, sinh năm 90, mất năm 30 trước Công Nguyên, nhà sử học La Mã nổi tiếng lại tiếp bước. Đáng kinh ngạc hơn là cách người Ai Cập chăn nuôi gia cầm gia tăng số lượng con. Họ không ấp trứng bằng cách tự nhiên, chúng ta đều biết, mà dùng chính đôi tay của mình với một kỹ xảo đặc biệt tạo ra nhiều không đếm xuể. Tác giả Friar Simon Fitzsimon hoạt động vào khoảng những năm 1320, người từng du hành đến Ai Cập đã viết trong sự hoài nghi rằng họ đã tạo ra con gà con bằng nhiệt từ chính quả trứng mà chẳng cần đến gà trống và gà mái. Nhưng ông đã không biết rằng trứng vẫn được thụ tinh theo cách truyền thống, cần vai trò của gà trống trước khi được vào nhà ấp. Cuốn sách du hành được đông đảo người đọc, trong đó cung cấp những mô tả xác thực đầu tiên về lò ấp trứng của người Ai Cập là những chuyến du hành của ngài John Mandeville, xuất bản năm 1356, trong đó có đoạn: tại một ngôi nhà chung nằm trong thành phố, nơi có vô số lò sưởi cỡ nhỏ và những người phụ nữ sẽ mang đến đây trứng gà, ngỗng, vịt. Không gian bên trong nhà được giữ ấm nhờ sức nóng của phân ngựa, không cần đến gà, ngỗng, vịt mái hay bất kỳ loài chim nào khác. Cứ sau mỗi 3 tuần hoặc 1 tháng, họ lại đến để lấy gà con, đần đều chúng trên tay và đem về, để cả nước đều có chúng. Nhà tự nhiên học và côn trùng học người Pháp Bray Anton Fertral de Romo, sinh năm 1683, mất năm 1753, đã đưa ra một bản mô tả chính xác đầu tiên về trại ấp giống vào năm 1750. Trước đó, ông đã du hành tới Ai Cập, thăm nhiều trại sản xuất giống và chăm chú quan sát những người chăn nuôi gia cầm. Theo Romo, trại ấp trứng điển hình của người Ai Cập thường là một cấu trúc bằng gạch cao khoảng 9 feet, 2,7 mét, với một hành lang dài trung tâm và các buồng được sắp đặt tại hai bên thành hai tầng. Các tầng có cùng kích cỡ và được bố trí một lỗ mở, vừa đủ lớn để cho một người bò vào. Những quả trứng được đặt ở tầng trệt, chính xác hơn là được xếp trên một ổ lót làm bằng sợi lanh hoặc là rơm, còn các buồng bên trên sẽ được sử dụng để đốt lửa, dùng phân bò hoặc lạc đà phơi khô trộn với cơm. Cách làm như vậy sẽ giúp tạo ra ngọn lửa cháy chậm và được kiểm soát.
Người ta thường đốt lửa khoảng 2 lần một ngày, tùy thuộc vào điều kiện thời tiết và trứng được quay đều để tất cả các mặt đều được sưởi ấm như nhau. Quy trình này sẽ diễn ra liên tiếp trong khoảng 2 tuần, sau đó lửa được dập tắt. Tại thời điểm này, các cơ quan phôi đã hình thành, phôi cũng sản sinh đủ lượng nhiện ở bên trong để trứng tiếp tục thực ấp và phải mất khoảng 1 tuần nữa để hoàn tất. Trứng cuối cùng sẽ nở vào ngày thứ 21. Với thường thức ngày nay, chẳng ai lại bị lừa bởi cái chuyện trứng gà con tự nở hay chui ra từ đống phân. Tuy nhiên, Aristotle không nói dối, ông chỉ là chưa hiểu về nguyên lý hoạt động của lò ấp trứng Ai Cập mà thôi. Về cơ bản, cái lò mà Aristotle từng thấy là một kiến trúc hai tầng được đắp bằng bùn, xét trên mặt cắt ngang, nó bao gồm một hành lang trống và cặp buồng hai tầng đối xứng. Một lò ấp trứng có thể có tối đa 5 cặp buồng, đủ không gian để xếp tới 4.500 trứng. Mái của 5 cặp buồng này có hình chớp, hở đỉnh để tiện bề thoát khói. Sau khi xếp trứng vào tầng dưới, người ta nổi lửa ở tầng trên, cẩn thận trông coi giữ nhiệt. Nằm ở châu Phi nên Ai Cập cũng nóng bức, nghèo cây xanh như bất cứ quốc gia lục địa đen nào khác. Thế nên thay vì vất vả tìm củi, người ta thu gom phân khô làm nhiên liệu đốt. Tuy Aristotle lầm, gà con chui lên từ đống phân nhưng quả thật chúng vẫn nhờ có phân mà nở. Sự xuất hiện muộn của lò ấp này được cho là vì gà vốn không phải là động vật bản địa. So với kiệt tác kiến trúc lâu đời như kim tự tháp thì lò ấp trứng xuất hiện khá muộn. Vốn dĩ gà không phải là động vật bản địa của châu Phi mà từ châu Á. Khoảng 10.000 năm trước, chúng bắt đầu được thuần hóa, nuôi làm thức ăn. Chuyện thông thương rộng khắp đưa chúng ra khỏi cái nôi của mình cuối cùng cập đến Ai Cập. Tại Ai Cập, chỉ đến thời kỳ Hy Lạp từ năm 332 đến năm 30 trước công nguyên, thịt gà mới là một phần của thực đơn, với trí thông minh siêu việt. Người ta đã sớm am tường nguyên tắc ấp trứng và vận dụng trong thực tế, không muốn bị kẻ thù học lỏm. Người Ai Cập tuyệt đối giấu kín kỹ năng, thế nên cả Aristotle lẫn Diodorus Siculus mới cứ mơ mơ hồ hồ, cuối cùng lầm tưởng rằng người Ai Cập có phép thuật làm trứng tự nở. Những lầm tưởng của các nhà khoa học về việc người Ai Cập cổ đại dùng phép thuật để làm trứng nở vẫn tiếp diễn cho đến năm 1750, khi một nhà khoa học người Pháp đưa ra mô hình cụ thể cho trái ấp giống kỳ lạ này. Từ đó đã mở ra một cuộc cách mạng lớn cho sự ra đời của máy ấp trứng hiện đại. Cụ thể ra sao, các bạn đừng bỏ lỡ những chi tiết quan trọng trong phần sau của video. Nhà tự nhiên học và côn trùng học người Pháp Brian Anton Fertral de Ramo đã đưa ra một bản mô tả chính xác đầu tiên về trại ấp giống năm 1750. Trước đó, ông đã du hành tới Ai Cập, thăm nhiều trại sản xuất giống và chăm chú quan sát những người chăn nuôi gia cầm. Theo Ramo, trại ấp trứng điển hình của người Ai Cập thường là một cấu trúc bằng gạch cao khoảng 9 feet, 2,7 mét với một hành lang dài trung tâm và các buồng được sắp đặt tại hai bên thành hai tầng. Các tầng có cùng kích cỡ và buộc đối trí một lỗ hở. Vừa đủ lớn để cho một người bò vào, những quả trứng được đặt ở tầng trệt, chính xác hơn là được xếp trên một ổ lót làm bằng sợi lanh hoặc rơm. Các buồng bên trên sẽ được sử dụng để đốt lửa, dùng phân bò hoặc lạc đào phơi khô trộn với rơm. Cách làm như vậy sẽ giúp tạo ra ngọn lửa cháy chậm và được kiểm soát. Người ta thường đốt lửa khoảng 2 lần một ngày, tùy thuộc vào điều kiện thời tiết và trứng được quay đều để tất cả các mặt đều được sưởi ấm như nhau. Quy trình này sẽ diễn ra liên tiếp trong khoảng 2 tuần, sau đó lửa được dập tắt. Tại thời điểm này, các cơ quan của phôi đã hình thành, phôi cũng sản sinh đủ lượng nhiệt bên trong để trứng tiếp tục thử ấp và phải mất khoảng 1 tuần nữa để hoàn tất, trứng cuối cùng sẽ nở vào ngày thứ 21. Khi quay trở về Pháp, Ramo đã cố gắng xây dựng một trại sản xuất gà giống bằng phương pháp ấp học được từ người Ai Cập. Nhưng vì khí hậu của châu Âu lạnh hơn nhiều so với Trung Đông, ông đã không thật sự thành công. Sau khi Ramo mất, một số người đã tiếp nối ý tưởng của ông để phát triển các thế hệ lò ấp như là Ap, Jean, Antoine, Nollet từ năm 1700 đến năm 1770 và sau này là Ap, Copino, người đã cải tiến thiết kế của Ramo bằng cách sử dụng đèn cồn đã sưởi ấm cho trứng. Đến cuối thế kỷ 19, máy ấp trứng thương mại đầu tiên được hoàn tất và đi vào phục vụ. Trong nửa sau thế kỷ 19, sự ra đời của máy điều nhiệt để kiểm soát nhiệt độ chính xác cho phép sự phát triển của các máy ấp hiệu quả hơn. Từ thời điểm này, một số mô hình của máy ấp cỡ nhỏ được phát triển và bán ra, chủ yếu cho các trại gia cầm có quy mô nhỏ. Và đến năm 1890, họ có được lần tự ấp nở đầu tiên ở Canada do mẹo thắp đèn than của một nông dân tên là Lyman Pease. Rất nhanh, phương pháp dùng đèn than của Pease được phổ biến rộng khắp và sau này ngày càng có nhiều phát kiến hiện đại hơn. Trong thập kỷ đầu của thế kỷ 20, xuất hiện khái niệm mới của các máy ốc ở Hoa Kỳ. Các máy thông gió bắt buộc chạy bằng điện đã cách mạng hóa việc sản xuất gà con một ngày tuổi. Không chỉ trong tỷ lệ nở mà còn trong chất lượng gà con. Các máy ấp thông gió bắt buộc này cho phép sản xuất số lượng lớn gà con với rất ít lao động chân tay và nhờ thế làm giảm chi phí sản xuất.
ngành công nghiệp chăn nuôi, gia cầm, thương mại như ngày hôm nay là nhờ cuộc cách mạng này. Đến thế kỷ 21, nhân loại đã chứng kiến được sự phát triển của công nghệ, thậm chí còn phức tạp hơn nhiều, nhằm cải thiện việc giám sát và kiểm soát môi trường trong máy ấp, hệ thống đo lường tự động khí CO2, trọng lượng bị mất từ trứng và thậm chí là nhiệt độ của trứng tại chỗ đã được phát triển, và các dữ liệu này được sử dụng để kiểm soát sự gia tăng nhiệt, làm mát, làm ẩm và độ thông gió của máy. Quá trình phát triển liên tục của các thiết bị trong trại ấp là một phần của ngành công nghiệp chăn nuôi năng động và hiệu quả nhất trên thế giới. Tuy nhiên, người Ai Cập vẫn giữ phương pháp truyền thống cho tới tận ngày nay. Cứ tưởng khi các dạng máy ấp trứng bằng điện tràn lan khắp ngã, không ai còn dùng đến lò ấp trứng kiểu cũ nữa. Vậy mà vào năm 2006, khi Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp FAO của châu Âu tiến hành lập bản đồ các trang trại gà trong các vùng nông thôn, họ ngỡ ngàng nhận ra nhiều chủ trại còn có đến cả hai chứ không phải chỉ là một lò ấp trứng. Chuyển sang Ai Cập, FAO còn bất ngờ hơn, trong vùng đồng bằng sông Nin vẫn còn đến cả chừng 200 lò ấp trứng kiểu cũ. Ngày nay tại Ai Cập, hàng trăm trại sản xuất gà giống vẫn đang được sử dụng phương pháp ấp nở truyền thống từ cả ngàn năm trước, tuy nhiên phân bò hoặc là phân lạc đà đã được thay thế bằng đèn dầu và lò sưởi điện. Người chăn nuôi nơi đây vẫn không chịu sử dụng các thiết bị hiện đại như là nhiệt kế hoặc máy điều nhiệt để điều chỉnh nhiệt độ trong trại cho phù hợp. Nhờ kinh nghiệm, một lao động lành nghề tại trại giống hoàn toàn có thể đánh giá mức nhiệt lượng bằng cách áp trứng sát mí mắt và để nhãn cầu cảm nhận sức nóng. Nhờ thế, người quản lý trại ấp sẽ đưa ra quyết định điều chỉnh cuối cùng. Nếu phát hiện trứng đang ở trong trạng thái quá nóng, họ sẽ phun nước để hạ bớt nhiệt. Bên cạnh đó, để kiểm tra xem trứng có phát triển bình thường hay không, người nuôi chỉ cần soi nó trước một nguồn sáng như ánh điện đủ để hiển thị phần bên trong lớp vỏ mờ. Các kỹ năng này sẽ được lưu truyền qua nhiều thế hệ thuộc một số gia đình nhất định. Đó là bí quyết nghề nghiệp và thường được giữ tuyệt mật. Kể từ khi người Ai Cập bắt đầu thực hiện quy trình ấp trứng nhân tạo, các nguyên tắc của việc ấp trứng được hình thành, bao gồm điều kiện môi trường ấm và ẩm cho trứng và số lần quay trứng định kỳ. Có một điều thú vị cần chú ý, sau 3.000 năm các máy móc hiện đại hoạt động cơ bản theo cùng một cách. Thành công của các máy ấp thô sơ phụ thuộc rất nhiều vào nhân công sống trong máy ấp. Ngày nay các máy móc hiện đại cao với sự điều khiển tự động, tất cả các thông số của sự sống, nhưng thành công của cả quy trình vẫn dựa vào những người làm việc trong trại ấp. Nói cách khác, người quản lý và nhóm làm việc của họ chính là nhân tố quyết định sự thành công trong trại ấp. Tuy nhiên, các trại sản xuất gà giống truyền thống của Ai Cập có thể sẽ sớm biến mất. Một khảo sát do FAO, Tổ chức Nông lương Liên Hiệp Quốc, thực hiện năm 2009 cho thấy, phần lớn chủ trại được hỏi đều bày tỏ mong muốn nâng cấp công nghệ bằng những phương pháp ấp nở mới hiện đại cho tỷ lệ thành công và hiệu suất cao hơn. Sự hình thành và quá trình phát triển lò ấp trứng của người Ai Cập cổ đại cũng đã kết thúc video của Lịch sử Thế giới tại đây. Hy vọng video vừa rồi đã cung cấp những thông tin bổ ích và thú vị cho các bạn. Chúng tôi biết các bạn có nhiều sự lựa chọn, nhưng Lịch sử Thế giới là lựa chọn tốt nhất để khám phá thế giới này. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.